Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Diễm sẽ chia sẻ cho các bạn một mẫu nhà cấp 4 mái Thái kiểu nông thôn với diện tích là ngang 8,4 m, dài 17,5 m, không tính diện tích sảnh. Thì phần đầu tiên mình sẽ nói về mô hình mặt tiền của căn nhà. Và phần tiếp theo mình sẽ diễn giải công năng phía bên trong các bạn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ nói về mô hình mặt tiền. Đây là mô hình phối cảnh của căn nhà. Một bên là sảnh chính sử dụng hệ cửa chính bốn cánh, cửa nhôm xuyên pha, kính cường lực. Một bên là cửa sổ. Về mái thì mình trang trí như thế này, xây kiểu mái như thế này các bạn ha. Đây, sảnh chính của mình. Sảnh của mình có độ rộng là 2,3 m. Mình sử dụng là 5 bậc cấp theo kiểu phong thủy là tiến thoái tiến các bạn nha. Ở sảnh chính thì mình trang trí hai trụ vuông như thế này. Mình tô trang trí trụ như thế này các bạn nha, gắn thêm hai bóng đèn. Rất là đẹp, rất là chắc chắn. Rồi phần mảng tường thì các bạn có thể là đắp gờ chỉ như thế này để tạo điểm nhấn. Đây là nhà nông thôn, còn diện tích đất bên hông cho nên là mình mở cửa sổ bên hông này để lấy được ánh sáng cũng như là lấy gió cho khu vực bên trong ngôi nhà được thoáng mát. Các bạn cùng nhìn lại mô hình phía bên ngoài mặt tiền nha. Rồi bây giờ mình sẽ diễn giải công năng phía bên trong. Nhà này có công năng là 3 phòng ngủ, một phòng thờ, khách, bếp và toilet các bạn ha. Có xăng để xe hơi, để ô tô. Nhắc lại diện tích của nhà này là có diện tích là ngang 8,4 m và dài 17,5 m, không tính diện tích sảnh các bạn ha. Thì trong đó các bạn xây tường bao quanh là tường 20 và tường ngăn trong nhà là tường 10. Hai bên tường này tường 20 mà diện tích nhà của mình theo chiều ngang là 8,4 m. Như vậy thì lọt lòng sẽ còn lại là 8 m các bạn ha. Sẽ chia đôi như thế này, một bên là phòng khách nối liền với lại phòng bếp và một bên là phòng thờ nối liền với lại ba phòng ngủ. Đầu tiên vào sẽ là phòng khách các bạn ha. Phòng khách của mình có diện tích lọt lòng như sau. 3,7 m nhân cho 6,6 m. Trong đó thì các bạn bố trí bộ ghế sofa ở mảng tường này. Ngăn cách giữa phòng khách và phòng bếp thì bởi vách lam gỗ như thế này. Lam gỗ thì mình kết hợp để kệ tivi luôn và trang trí thêm những bình rượu hay là những vật dụng trang trí lưu niệm như thế này. Ở vị trí này mình có bố trí cửa sổ thông ra sân bên hông các bạn ha. Rồi tiếp theo là mình sẽ đến khu vực phòng thờ. Phòng thờ được đặt phía bên này. Và các bạn lưu ý là không có nên xây mảng tường hay là bố trí cửa khu vực này. Mình sẽ để thoáng như thế này. Rồi phòng thờ thì xoay ra hướng cửa chính như thế này các bạn ha. Phòng thờ của mình có diện tích lọt lòng là 3,4 m nhân với lại 4 m. Như vậy là khá trang nghiêm rồi. Tiếp theo mình sẽ đến khu vực bếp. Bếp của mình có diện tích lọt lòng như sau. 4 m nhân với lại 5,3 m. Trong đó thì các bạn bố trí kệ bếp lối chữ L dọc theo hai mảng tường này. Một bên là bếp lò, một bên là bồn rửa. Kế bên bồn rửa các bạn sẽ để tủ lạnh.
Khi các bạn đứng rửa chén thì ở chỗ này mình có bố trí cửa sổ, bạn có thể là nhìn ra sân phía bên này rất là thoáng, gió và ánh nắng có thể lọt vào trong không gian bếp, như vậy sẽ đủ ánh sáng và đủ gió. Bạn ăn cơm thì đặt ở vị trí này, ngay mảng tường ăn cơm thì bạn có thể là treo một bức tranh lớn, bức tranh về thức ăn hay rau củ quả để tạo không gian tươi mát thẩm mỹ các bạn ha. Rồi tiếp theo là nhà vệ sinh được đặt ở phía cuối nhà, và nhà này mình phân ra thành hai khu vực vệ sinh riêng và phòng tắm riêng. Còn khu vực này mình sẽ để máy giặt cũng như là một cái bồn rửa phụ để khi nhà mình có tiệc thì mình sẽ vừa sử dụng bếp bên này mà vừa sử dụng khu vực này nữa cho nó tiện, cho không gian được rộng rãi. Có bố trí cửa sổ. Nền nhà của nhà vệ sinh á thì các bạn lưu ý là thấp hơn nền nhà phía bên ngoài của mình để tránh nước khỏi vương vãi tràn ra phía bên ngoài các bạn ha. Mục đích phân ra một bên là nhà tắm, một bên là nhà vệ sinh để không gian bên này nó sẽ được khô ráo. Và đây là cửa phụ ra sân sau, ra sân phơi phía sau các bạn ha. Rồi tiếp theo là phòng ngủ. Nhà này có công năng là 3 phòng ngủ các bạn nha, nối tiếp nhau sau lưng phòng thờ như thế này. Rồi phòng ngủ đầu tiên có diện tích lọt lòng như sau. 4 mét nhân với lại 39. Cửa vào phòng ngủ thứ nhất thông ra phòng khách và bố trí không gian nội thất như thế này. Vì bên hông có cửa sổ cho nên là các bạn lưu ý không xoay hướng đầu giường vào hướng cửa sổ này, cũng không xoay hướng đầu giường tựa vào bức tường tiếp giáp với lại phòng thờ các bạn nha. Vì thế các bạn để hướng đầu giường tựa vào mảng tường này. Đó, trang trí hướng đầu giường như thế này. Hiện nay trên thị trường có loại trang trí tường là bằng cách là nhựa nhựa giả gạch hoặc là nhựa giả gỗ, sẽ trang trí như thế này các bạn ha. Bên này để tủ quần áo, nếu mà có bàn học thì các bạn sẽ bố trí khu vực này, còn không gian rất là rộng. Rồi tiếp theo là phòng ngủ thứ hai. Phòng ngủ thứ hai là phòng ngủ master có nhà vệ sinh ở phía trong. Và phòng ngủ này có diện tích như sau. Diện tích lọt lòng là 5,4 m nhân với lại 3,9 m. Tính luôn nhà vệ sinh các bạn ha. Cửa vào phòng ngủ thứ hai thông ra không gian bếp. Rồi, hướng đầu giường. Các bạn không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại nhà vệ sinh. Và tránh đầu giường một bên, cửa sổ một bên các bạn ha, không nên bố trí cửa sổ trên cái đầu giường luôn, như vậy là kỵ phong thủy. Rồi tủ quần áo để khu vực này, cửa vào nhà vệ sinh ở khu vực này, như vậy là đảm bảo phong thủy rồi, tránh cái giường ra. Đó. Nền nhà vệ sinh ở bên trong thì luôn luôn thấp hơn nền nhà phía bên ngoài để tránh nước khỏi vương vãi ra. Rồi có lavabo rửa mặt. Ở đây mình có bố trí cửa thông thoáng cho nhà vệ sinh các bạn ha. Có cửa sổ này thì nhà vệ sinh của mình khô ráo, không có bị ẩm mốc. Rồi tiếp theo là phòng ngủ thứ ba, cũng là phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà này. Có diện tích lọt lòng 4 mét nhân với lại 3,9 m. Mỗi phòng ngủ đều có cửa sổ thông ra bên sân bên cạnh các bạn ha, sân bên hông. Rồi cửa vào khu vực phòng ngủ thông ra lối hành lang. Hướng đầu giường tựa vào mảng tường này các bạn nha. Không xoay hướng đầu giường tựa vào mảng tường tiếp giáp với lại phòng vệ sinh và cũng né hướng cửa sổ ra. Rồi, một bên là tủ quần áo, một bên là giường. Khu vực này có thể là để kệ tivi. Lối hành lang của mình có bề rộng
là 1m6. Các bạn cùng nhìn lại công năng của ngôi nhà này nha. Đó, một bên là phòng khách, nối tiếp với lại phòng bếp và ngăn cách bởi vách lam gỗ để kệ tivi như thế này. Và một bên này sẽ là phòng thờ và nối tiếp ba phòng ngủ. Nhà vệ sinh thì một bên là phòng tắm, một bên là nhà vệ sinh riêng biệt, có trang bị cửa thông gió. Ngôi nhà này sẽ rất là mát, rất là thoáng bởi vì mình có trang bị cửa sổ tứ phía. Nhắc lại nhà này có diện tích bề ngang là 8m4 và chiều dài là 17m5 các bạn nha. Hy vọng là mẫu nhà này sẽ hữu ích cho các bạn. Những bạn nào có lô đất tương tự thì có thể tham khảo qua mẫu nhà mái Thái này. Các bạn xem video nhớ cho mình một nút like và bấm chuông đăng ký ủng hộ mình để có động lực ra những video tiếp theo các bạn nha. Rồi, cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe.